Hay quá ha. Bình thường em có làm gì là em vô chỗ đó em ngồi em chờ đúng không? Đó là phòng chờ. Phòng khách đúng không? Là em vẫn nhìn thấy được mấy anh làm. Khách tụi em có được vô đây không? Được chứ. Vẫn vô được. Miễn phí luôn. À. Thôi miễn phí, nước ngọt miễn phí. Đầy đủ mà vô thử thôi. Hai cái máy lạnh đẹp, hai máy lạnh lực đồng luôn. Ô đảo quá vậy? Có chân dài tiếp luôn. Ok các bạn, mình mới mua một đống đồ cho shop luôn. Mua thêm kèm đồ nghề các thứ để qua shop mới á. Đi ra đi vô cái mức hết 2 triệu. Sợ hãi thì. Ở đó chị đi thay nhớt luôn nha. Bây giờ là mình đi thay nhớt. Thay nhớt xe, xe này lâu quá chưa thay. Ra hãng thay luôn các bạn. Lần đầu tiên thay hãng của nhớt. À lộn, lần đầu tiên thay nhớt hãng. Kiếm cái hết Honda nào gần đây ta. Nguyên ngày nay là mình chạy gần như là hết ở Sài Gòn rồi đó các bạn. Giả mang rợ thì. Em thay nhớt anh. Ồ, giờ thay nhớt phải lên lầu vậy hả? Em được vô không? Em vô cửa xe phải lên lầu nữa các bạn. Ngon quá chứ. Không. Có thang máy đưa hàng lên luôn hả? Như đây mà ngày mà đi chết luôn. Ghê thì chết. Rồi lấy làm chai nha. Phụ gia calcium cơ điều kiện để sạch động cơ. Nghĩa là nó có phụ gia làm sạch này các bạn. MB. Nhớt về dơ chưa anh? Không. Nhớt về dơ chưa? Dơ. Dơ rồi hả? Thường bao nhiêu cây em thay là vừa anh? 1.500. 1.500. Này là cỡ 1.500 là em quay là đem thay nữa. 1.500-2.000. Ví dụ như xe mình kỹ thì 1.500 đi. Còn không lỡ có quên 2.000 cũng sao không? À. Nó vẫn ok đúng không? Đúng không? Có gì đây nè? Trong cái chai nó có cái gì nè các bạn? Trong cái chai nó có cái này nè. Chống giả nè. À, chống hàng giả. Chống giả là nó có chữ này nè. Phải lột ra kiểm tra như vậy nè. À, hiểu không? Nếu kiểm tra mà còn, nó có cái này mới đúng. Ờ, còn nhớ ở ngoài nó không có cái này. Nó chỉ có cái mạc lột ra chấm bụng thôi. À, nhất thiệt nó có cái chữ này. Bởi vì mình tháo và kiểm tra như vậy. À, nên thay dầu ngàn km đầu tiên, định kỳ thay dầu phạm vi 2-2.5. Chung tay bảo vệ môi trường, hãy sử dụng dầu phi tại cửa hàng Honda để giảm phát thải môi trường. À là nãy em với em thấy mấy cái phi nhớt là nó đúng không? Đúng rồi, phi nhớt là Honda luôn. À, ồ, có cái tem chống giả này ngon. Đúng rồi. Đỡ phải gặp hàng giả. Ủa thường nếu em thay nhớt xong thì em có cảm giác gì ta? Nó mượt bốc hơn hả? Cái máy nó chạy nó nhẹ nhàng hơn đó. À, ví dụ nếu mà em không thay vào lúc khoảng 2.000 mà em để 4-5.000 em thay thì nó máy bị nặng à. Máy nặng hả? Máy chạy nghe khác liền. À, nó khác liền. Là nó cũng có hại luôn đúng không? Chứ. Tại vì có nhắc nhở nó đã hết rồi. À. Nó chỉ còn đi chơi, nó còn đi, chỉ còn cái thư thôi. Kiểu nó còn vừa đủ thôi. Nào giờ mới biết là hết mình có cái chai này luôn á. Tại giờ không biết, em toàn thấy ngoài không hả? Làm đây nè các bạn. Muốn coi thật giả các bạn bóc cái này ra nè, là trong đây nó sẽ có một cái chống hàng giả như cái chị mấy cái chữ này anh nói á. Còn nhớt láp em thay khi nào anh? Nhớt láp là khoảng 5.000 giây, 6.000. 5-6.000 mình thay là vừa. Ủa mà khi mà em thay nhớt láp xong thì nó có hiện tượng gì anh? Cái nhớt láp này á là chỉ muốn mình thay thôi chứ nó không có hiện tượng gì hết. Trừ khi chạy bị gặp nước vô, nước nó mới hư một láp thôi. Ngoài ra thì nhớt láp mình chạy 10.000 km, này không sao đâu. Nhớt đúng hãng nha, còn nhớt ở ngoài thì không biết nha. Dạ. Nếu mà vô nước thì mình gần xả ra mình thay thôi. Vô nước là nó thành cà phê sữa, nó hơi còn đạn, hư trong láp nó bòn, láp nó hú. À, nó hú. Mạnh dữ. Dài, dài chân. Mạnh quá. Anh thanh toán ở đó hả? Thanh toán ở dưới hả? À, thanh toán ở dưới hả? Bây giờ anh dắt xuống đúng không? Bây giờ bên xuống dưới thanh toán. À, là bình thường em có làm gì là em vô chỗ đó em ngồi em chờ đúng không? Chờ phòng khách đúng không? Tại em vẫn nhìn thấy được mấy anh làm. Khách tụi em có được vô đây không? Được chứ. Vẫn vô được. Miễn phí luôn. À. Thôi miễn phí, nước ngọt miễn phí. Đầy đủ mà vô thử thôi. Hai cái máy lạnh đẹp, hai máy lạnh lực đồng luôn. Ô đảo quá vậy? Có chân dài tiếp luôn. Lần thay nhớt sao giờ bên đó thử coi. Ủa là xong rồi là sẽ có người vô kêu em hả? Không, vô số là lo tự phát rồi. Hay quá ha. Ok. Ô oh, đi đường sau về luôn hả? Rồi anh thanh toán ở đâu? À, vô đường kia ra đường này, hay quá hả?
Bình nhớ này là bao nhiêu? Tám mấy ngàn hả? Tám mấy rồi, cái công thay thế? Công thay không có công. Ồ. 137 ngàn anh ơi. Đây. Rồi, chúc em kia em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. À, xong rồi đúng không chị? Nhớt là 95 ngàn. Bình láp kia là 42 ngàn các bạn. Khá rẻ. Chị nhớ chỉ có 95 ngàn thôi. Đi được 1.500 km. Mình để camera nãy giờ luôn á. Hên quá. Mình xin phép quay phim chứ đáng lý là không được quay á. Ghê thiệt, xe em để bên lầu luôn. Lầu máy. Lên lầu đó thay á. À, đúng là thay nhớt Honda xong cảm giác mình đi xe mượt hơn thiệt anh em ạ. Và theo như những gì mà Honda thông tin với mình á, thì nhớt 10W30 đã được kỹ sư Honda nghiên cứu và thử nghiệm vận hành liên tục ở điều kiện khắc nghiệt trên động cơ Honda, vì thế nhớt này rất là phù hợp với xe Honda nha. Ngoài cái vận hành êm ái thì nhớt Honda còn giúp bôi trơn nhanh và sâu bên trong các chi tiết, giúp xe tiết kiệm tới 8% nhiên liệu so với nhớt thông thường, từ đó giúp bảo vệ môi trường nhiều hơn do giảm khí thải. Và nhớt Honda thì nó có hai loại nha. Cái loại mà mình quay trong video á là loại MB có phụ da bôi trơn đặc biệt là dành cho xe tay ga. Còn loại MA là dành cho xe số có phụ da kiểm soát được ma sát chống trượt bố nồi. Đó là loại dành cho xe số. Còn cá nhân mình thì sau khi thay nhớt xong, mình cảm nhận rõ rệt được độ êm của máy nè. Xe không còn ì ạch nữa, xe bớt rung hơn và ít nóng máy hơn. Nhớt Honda thì được bán ở tất cả các đại lý do Head Honda ủy nhiệm nên các bạn cứ yên tâm. Còn nếu các bạn thay ở ngoài thì hãy chú ý những điểm sau, đó là cái thứ nhất là khi các bạn cầm cái chai nhớt ra thì trên nắp chai nó sẽ có 18 đinh nối. Cái thứ hai là cái tem chống hàng giả, thì cái tem này các bạn bóc ra thì trong đó nó có những cái hướng dẫn sử dụng và một khi đã bóc ra thì không có dán vào lại được. Ngoài ra thì mình cũng mới biết được là khi mua dầu nhờn của Honda, các bạn sẽ được cơ hội tham gia chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2020. Thì mình cũng có tham gia rồi nhưng mà để may mắn lần sau ha. Mình sẽ để đường link chương trình khuyến mãi ngay phần mô tả và phần bình luận, các bạn có thể click vào đường link bên dưới để tham gia nha. Rồi đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay, thì có bất kỳ thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới mình sẽ giải đáp. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở một video sau nha. Bye bye.